Xin gửi lời chào thân ái đến quý khán thính giả. Thưa quý vị, Trọng Thắng trở lại trong một chương trình giới thiệu sản phẩm mới, đó là nước mắm Number One, một thương hiệu rất mới được sản xuất tại Hoa Kỳ. Trong chương trình kỳ này, mời quý vị gặp gỡ cùng với anh Lê Bình. Xin gửi lời chào thân ái đến anh Bình. Em cảm ơn Trọng Thắng và kính chào quý khán giả. Vâng, thưa quý khán thính giả, nước mắm là một cái gia vị không thể thiếu trong những cái bếp ăn gia đình của người Việt Nam của chúng ta. Và theo Trọng Thắng được biết qua những cái chương trình radio vừa qua, thì một số những cái đồng hương đến các siêu thị ở miền Nam California và họ kiếm được cái chai nước mắm Phú Quốc mà gọi là nguyên chất với cái hương vị rất đậm đà. Và thưa anh, là hiện nay đó ở trên thị trường thì có quá nhiều những cái sự nước mắm để cho người ta chọn lựa. Và anh có thể cho quý khán thính giả được biết lý do tại sao mà nước mắm Phú Quốc hiệu ông đầu bếp Number One là sự chọn lựa đúng nhất, thưa anh. Dạ, cảm ơn Trọng Thắng. Như quý vị cũng đã biết, cái nước mắm Number One này nó mang hương vị quê hương đậm đà cái nguồn cá cơm từ Phú Quốc, và tụi em đem cái này từ Việt Nam sang bên Mỹ và dưới các cái tiêu chuẩn rất là nghiêm khắc của cơ quan FDA. Sản phẩm này được đóng gói tại Hoa Kỳ. Cái lý do giống như anh Thắng nói, tại sao quý vị nên thử cái sản phẩm này, bởi vì nó là một cái sản phẩm rất là đặc trưng và lần đầu tiên có mặt tại thị trường Mỹ này. Cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa quý vị, nước mắm truyền thống của Việt Nam của chúng ta hiện nay ở tại Việt Nam, mà quý vị đi mua một chai nước mắm mà được sản xuất theo một cái cách truyền thống, có nghĩa là được ướp rồi với muối rồi sản xuất theo cái dạng mà manually ở Việt Nam rất hiếm. Và hiện nay đó là nó có ở trên một cái chiều hướng là dần dần đi xuống, bởi vì cái nước mắm ở trên thị trường hiện nay rất nhiều. Tuy nhiên, một cái điều khác biệt giữa cái nước mắm truyền thống Việt Nam và cái nước mắm được sản xuất đại trà tại Việt Nam hoặc là ở những cái quốc gia khác như là Thái Lan, nó có một cái điểm khác biệt, đó là quá nhiều những cái hóa chất bảo quản cũng như là bột ngọt ở trong đó, phải không, thưa anh Bình? Và cái điểm đặc trưng ở của chai nước mắm Number One hiệu ông đầu bếp này, theo Trọng Thắng được biết, là không có hóa chất bảo quản và không có luôn cả bột ngọt ở trong đó. Thì thưa anh, là nếu như mà mình sử dụng một chai nước mắm này đó, mình đổ ra thì mình so sánh hai cái hương vị đó, nó có khác nhau đối với lại những cái chai nước mắm khác đang có bán tại thị trường Hoa Kỳ không, thưa anh? Dạ, đúng như anh Trọng Thắng nói đó, là tại sao mình phải thử cái sản phẩm này, bởi vì nó mang tính chất đặc trưng là không có bột ngọt và không chất bảo quản, không phẩm màu. Giống như anh Trọng Thắng nói, trước khi tung ra thị trường thì tụi mình đã làm rất nhiều những cái test về chất lượng của sản phẩm. Không có chất bảo quản và không có bột ngọt là hai cái điểm rất là đặc trưng của sản phẩm này. Nếu quý vị có thể thì nên thử cái sản phẩm này một lần, rồi quý vị sẽ biết chất lượng của nó như thế nào. Hiện nay, thưa quý khán thính giả, sản phẩm chai nước mắm Number One thương hiệu ông đầu bếp đã có bán tại tất cả các siêu thị ở miền Nam California, và trong tương lai thì mặt hàng này sẽ được từ từ phân bố lên tới miền Bắc California và tất cả các tiểu bang khác trên toàn quốc của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên công ty TSD giới thiệu sản phẩm nước mắm hiệu ông đầu bếp đến quý khán thính giả. Và trở lại cùng với anh Bình, thì thưa anh, là chính bản thân của Trọng Thắng đó đổ một cái chai, một ít nước mắm của chai nước mắm hiệu ông đầu bếp này vào một cái chén nước mắm và để ở trên bàn, thì thưa quý vị, là một tuần lễ vẫn còn mùi nước mắm rất thơm. Trong khi đó thì những cái chai nước mắm khác mà mình đổ ra, mình để khoảng chừng 1-2 tiếng đồng hồ là nó bay mùi. Thì bí quyết nào vậy, thưa anh? Dạ, đó là cái sản phẩm mình đó, giống như là ngay từ đầu mình đã nói đó, nó mang cái tinh chất, cái nguồn cá cơm từ Phú Quốc mình đưa sang đây và mình đóng gói lại theo đúng tiêu chuẩn của FDA. Nó khác biệt là ở chỗ đó, cái đó là nó mang đậm hương vị, cho nên dù cái vị có để ra bên ngoài đó như thế nào để kiểm chứng á, thì nó vẫn là cái chất chính của nó là cá cơm. Còn những cái nguồn sản phẩm khác thì các vị không tin, các vị cứ thử tiến hành thử test như anh Trọng Thắng nói á, thì quý vị sẽ biết là cái điểm khác biệt của sản phẩm này là như thế nào. Cảm ơn anh Lê Bình rất nhiều đã đến cùng với quý khán thính giả giới thiệu sản phẩm nước mắm ông đầu bếp. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Thắng nhiều. Quý vị có thể tìm mua nước mắm Number One ở tất cả các siêu thị miền Nam California. Và thưa quý vị, nước mắm Number One được sản xuất đóng chai tại Hoa Kỳ và không có bột ngọt, không có hóa chất bảo quản. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Thân ái chào, tạm biệt. I need Number One. Nước mắm Number One. Number One.